Hôm nay bếp em sẽ ăn bánh xèo. Đi mua đồ ăn bánh xèo thế nào? Mọi người hỏi em á, làm sao để luôn được vui tươi mỗi ngày? Thật ra có nhiều lý do lắm mọi người, nhưng mà một trong những cái lý do hay nhất mà em có thể chia sẻ với mọi người đó chính là làm việc ở một nơi mà mình cảm thấy vui vẻ là được. Ở trong công ty á, em là một người khá là nhỏ tuổi, nhưng mà trộm vía là được nhiều anh chị yêu thương, nên là công việc cũng không có quá gọi là áp lực. Và cũng có thể nói là mỗi ngày đi làm với em á cũng là một niềm vui á mọi người. Nhìn cho Cam nói là thích ăn gì? Không thích ăn bánh xèo. Thích ăn gì? Thích ăn bánh cuốn. Và cũng một phần nào đó nhờ những người đồng nghiệp như thế này nè, thì cuộc sống của em cảm thấy là vui tươi hơn. Và em cũng mang cái sự vui tươi đó đó về tới nhà, nấu cơm rồi đăng lên clip chia sẻ nó với mọi người thế nè. Bên này có cái ao nè, biểu sao mà không lỡ đất, không bị sập tường mới lạ. Ồ, có cá kìa. Không biết là nên khóc hay là nên cười nữa. Tình hình đi cũng ổn xíu nào hết rồi.